Em, kênh Lan Rừng Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là phiên ngày 26 tháng 6 năm 2020. Nhà vườn Minh Hiếu là có một số mặt hàng đẹp, chuẩn con giống lên để chia sẻ cho toàn thể các bác, cô, chú, anh chị sưu tầm. Các bác xem bài, xem video, cho em xin một lượt đăng ký kênh. Ngày em lên video chia sẻ các mặt hàng con giống hoa lan đẹp, cũng mong được toàn thể các bác, cô chú anh chị là ủng hộ cho nhé, để mà có thể cố gắng tiếp tục kết nối chia sẻ đam mê, chia sẻ những mặt hàng chuẩn con giống dễ đẹp, cũng mong được toàn thể các bác, cô chú anh chị là ủng hộ cho nhé. Thì em cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, nên em lên một số đơn hàng đang hoa, một số đơn hàng mít, thì em cũng đi vào phần giới thiệu chi tiết cho từng đơn hàng. Thì đơn hàng đầu tiên nhất các bác nhé, là một cái chậu ám mắt đỏ môi tuyết khuôn hoa bé 24 giờ. Thì cái chậu này nó có rất là nhiều thân các bác nhá, nổ đây đây nổ các bác nhá. Trước là bắt định nghĩ nó xổ ra bông năm cánh trắng, nhưng mà nó chỉ là được một bông ám rồi các bác nhá, phần thủy cũng khá là sạch rồi, còn hơi một vết rồi, một bông ám quá là đỉnh cao, một bông ám khá là đẹp. Đây là nụ của nó các bác nhá, nụ này nó sạch từ từ chân nụ luôn, từ đầu nụ này mà lên đây các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái chậu này lúc trước là em mua cũng khá là cao tiền rồi. Thì đây các bác nhá, chia sẻ cho các bác một chút con giống về cái khuôn hoa này, bè 24 giờ các bác nhá, tôi vẫn bè này, khuôn hoa cực kỳ là đỉnh cao. Các bác sưu tầm, các bác chụp lại khuôn hoa giúp cho em, chụp lại khuôn hoa giúp cho em. Khuôn hoa cực kỳ là đẹp các bác nhá, một khuôn hoa khá là ok này. Bác chụp lại, em sẽ cắt kỳ, tách kỳ và cắt kỳ và mắt ngủ chia sẻ cho các bác. Vì cả cái chậu này chia sẻ thì nó cũng khá là nhiều tiền, và em muốn là mỗi bác có một chút con giống về cái dòng khuôn hoa này. Khuôn hoa ám nhưng mà cực kỳ là đỉnh cao các bác nhá, một khuôn hoa ám cực kỳ là đỉnh cao này, vẫn còn đang có rất là nhiều nụ các bác nhá. Nụ đây, các bác chiêm ngưỡng cho em cái nụ này, nụ cực kỳ là đẹp này, rất là nhiều nụ, ở bên thân bên này còn khá là nhiều nụ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác hai thân mẹ trước, ngày mai em lại chia sẻ tiếp các bác nhé, hai thân mẹ trước này. Thì bây giờ em sẽ đi vào phần cắt. Thì đây các bác nhé, các bác chiêm ngưỡng lại cho em cái khuôn hoa này, khuôn hoa cực kỳ là đẹp này các bác này, quá là đỉnh cao luôn, mắt mũi đều gọn, rất là ok. Các bác chiêm ngưỡng lại khuôn hoa giúp nhé. Lát nữa em sẽ cắt mắt ngủ chia sẻ cho các bác này. Thì bây giờ em sẽ đi vào phần cắt từng khúc chia sẻ cho các bác về cái dòng này. Đây các bác nhé, khá là ok, cả một cái chậu này rất là đẹp. Em bây giờ em bắt đầu cắt này. Thì đây các bác nhé, hình số 1 này, hình số 1 là có cả kỳ luôn. Em cắt luôn cả cái nụ này và nó sẽ số tiếp các bác nhé, cái nụ này và nó sẽ số tiếp này. Thì em sẽ cắt. Quên đi mà. Không cần. Được rồi, chờ cho một lát. Không, đây các bác nhá, em đã cắt xong. Thì bây giờ khuôn hoa là ở hình số 2 các bác nhá, em cũng gửi luôn cho các bác này, khuôn hoa đây các bác nhá, khuôn hoa này quá là đỉnh cao, một bông ám cực kỳ là đỉnh cao này. Em gửi luôn kèm vào cùng hình số 2 cho các bác này. Yeah, các bác nào mà sưu tầm cái khuôn hoa này thì các bác chụp màn hình lại giúp cho em, chụp màn hình lại giúp cho em một khuôn hoa
cũng gần được như là bông, một bông năm cánh trắng các bác nhá, gần như là một bông năm cánh trắng luôn, rất là đẹp. Thì em đã chia ra từng mắt, từng khúc các bác nhá. Hình số 1 này là có 3 kỳ, 3 kỳ các bác nhá, kỳ này đã thành kỳ này, đã sưng thành kỳ này, có 3 kỳ, một nổ các bác nhá, và phần trên đầu ngọn nữa, có thể là ra được 1 đến 2 kỳ nữa. Hình số 1 em chia sẻ là 500 nghìn này, 500 nghìn, các bác chiêm ngưỡng em cái nổ này, hình số 1. Hình số 2 của em là có 2 kỳ này các bác này, và một mắt, 2 kỳ và một mắt thức các bác nhá, 2 kỳ và một mắt thức này, một mắt thức. Hình số 2 có cả hoa trực tiếp luôn đây các bác nhá, hoa trực tiếp luôn này, hình số 2 có hoa trực tiếp. Hình số 2 em chia sẻ là 500 nghìn này. Hình số 3 là 3 mắt ngủ các bác nhá, 3 mắt ngủ đã bắt đầu sưng rồi. Hình số 3 em chia sẻ là 200 nghìn này, hình số 3 là 200 nghìn. Em chú có hình số 4 cũng là 3 mắt ngủ đã bắt đầu sưng rồi, hình số 4 cũng là 200 nghìn. Em chú có hình số 5 cũng là 3 mắt ngủ các bác nhá, các đầu mắt cũng đã có dấu hiệu sưng các bác nhá, hình số 5 là 200 nghìn. Hình số 6 cũng là 3 mắt cũng đã có dấu hiệu sưng, hình số 6 cũng là 200 nghìn. Hình số 7 là phần gần gốc có 4 mắt, em chia sẻ là 200 nghìn. Hình số 8 là thân thứ hai các bác nhá, thân thứ hai này là có 1 kỳ này và một mắt thức các bác nhá, 1 kỳ và một mắt thức. Hình số 8 là 250 nghìn, hắn là một con kỳ rồi các bác nhá, lên một con kỳ này, và phần trên ngọn là còn một mắt nữa trên đầu ngọn các bác nhá, một mắt nữa trên đầu ngọn, 1 kỳ và một mắt thức. Hình số 8 là 250 nghìn này. Em ơi, chú có hình số 9 là 3 mắt đã bắt đầu nhú các bác nhá, đã bắt đầu nhú này, hình số 9 là 200 nghìn. Em ơi, chú có hình số 10 là 3 mắt các bác nhá, 3 mắt đã có những mắt bắt đầu sưng các bác nhá, hình số 10 cũng là 200 nghìn. Em ơi, chú có hình số 11 là 1 kỳ này các bác này, 1 kỳ đã hình thành kỳ này, một mắt thức này các bác này, một mắt này đã sưng ra rồi và một mắt ngủ. Hình số 11 là 250 nghìn cho hình số 11. Thì em cắt trước 2 thân để chia sẻ cho các bác này, cho nó hợp lý giá tiền hơn. Thì các bác chiêm ngưỡng lại cho em cái khuôn hoa. Khuôn hoa quá là đỉnh các bác nhá, khuôn hoa cực kỳ là đỉnh cao này, quá là đẹp luôn. Em chia ra từng đơn để cho các bác dễ sưu tầm, giá cả nó cũng hợp lý hơn một chút và cũng có một chút con dấu của cái dòng bông hoa này. Thì có một tổng là 11 hình. Bác nào sưu tầm được hình nào thì liên hệ trực tiếp cho em. Em chuyển qua hình số 11A. Hình số 11A là cái thân mẹ ở đây các bác nhá, thân mẹ này thì nó cũng nhỏ hơn, nó cũng hợp lý hơn. Thì em chia sẻ cho các bác cái thân mẹ này luôn này. Hình số 11A là có một thân mẹ các bác nhá, kỳ đã lên này, kỳ đã lên cũng đã bắt đầu ra giá. 3 mầm gốc, một mầm gốc này các bác này, mầm gốc này đã thắt gọn rồi thì lại đi tiếp ra mầm gốc khác các bác nhá, đi tiếp ra mầm gốc khác này, rất là ok. Và mầm gốc bên này các bác nhá, mầm gốc bên này thân mẹ thì sẽ làm được rất là nhiều kỳ. Thân mẹ còn khoảng 12 đến 13 mắt ngủ nữa các bác nhá, 12 đến 13 mắt ngủ mắt thức nữa. Tổng có 3 mầm gốc. Mầm gốc này thắt ngọn thì sẽ đi kỳ tiếp các bác nhá, một thời gian nữa sẽ đi kỳ trên thân này. Hình số 11A em chia sẻ là 1,6 triệu này cho một thân mẹ này các bác này, một thân mẹ này và 2 mầm gốc. Còn cái thân mẹ bên này các bác nhá, thân mẹ bên này thì ngày mai hoặc là một vài hôm nữa em sẽ chia sẻ nốt về cái thân mẹ bên này các bác nhá, nó vẫn còn đang nguyên nổ này. Ngày mai hoặc là một vài hôm nữa em sẽ chia sẻ tiếp cái thân bên này. Em chú qua hình số 12. Hình số 12 của nhá là một cái chậu ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Thì cái chậu này thân mẹ đã có hoa, em bảo hành tuyệt đối. Giờ em là cho các bác chiêm ngưỡng lại khuôn hoa của ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ các bác nhá. Đây các bác nhá, các bác đây là khuôn hoa của ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ này, một khuôn hoa cực kỳ là đỉnh cao và rất là nhiều người săn đón trên thị trường. Khuôn hoa cực kỳ là đẹp về mà đạt cả về thân lá các bác nhá, rất là đẹp này. Ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ bảo hành tuyệt đối về khuôn hoa. Hình số 12 em chia sẻ cho các bác món kỳ đã ra giá khuê này. Hình số 12 là 400 nghìn này các bác này, 400 nghìn bảo hành tuyệt đối về ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ, khá là ok. Ươm từ thân mẹ đá hoa các bác nhá, cực kỳ là đẹp này. Hình số 12 là 400 nghìn. Em ơi, chú có hình số 13. Hình số 13 vẫn là một con kỳ ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ, thì hôm nay em chỉ có 2 con kỳ thôi. Hình số 13 cũng là 400 nghìn, bảo hành tuyệt đối về khuôn hoa các bác nhá. Em ơi, chú có hình số 14. Hình số 14 của nhá là một thân mẹ mặt hoa ám mắt đỏ môi tuyết của Hòa Bình. Thì đây các bác nhá, khuôn hoa khá là ok này, một thân mẹ và một mầm gốc các bác nhá. Mầm gốc này các bác này, mầm gốc này bán lá của nó bị kẹp vào lúc vận chuyển, nó bị kẹp nên nó hơi dập các bác nhá.
Đây các bác nhá, khá là xanh sạch này, khá là xanh sạch. Một khuôn bông ám cũng rất là đẹp này. Một thân mẻ dài khoảng gần 80 cm. Một thân mẻ gần 80 cm này các bác này. Một mầm gốc dài khoảng 30 cm. Mầm gốc dài khoảng 30 cm. Em chia sẻ cho bác là 800.000 cho hình số 14 này. 800.000. Các bác chiêm ngưỡng cho em là cái khuôn hoa này. Khuôn hoa cũng cực kỳ là ok này các bác này. Khuôn hoa khá là ok. Hình số 14 là 800.000. Em mang chụp qua hình số 15. Hình số 15 của nhé là một cái chảo kỳ năm nhất, kích đá ra hoa các bác nhá. Kỳ năm nhất này, kích đá ra hoa này. Kỳ năm thứ nhất này. Mắt đỏ cánh tiêu, phân thùy. Đây các bác nhá, khuôn hoa này. Khuôn hoa cũng cực kỳ là đẹp này. Bông hoa kích nên là khuôn nó không được chuẩn cho lắm các bác nhá. Ở phần lõi nó không được chuẩn cho lắm, nhưng một khuôn hoa cũng khá là ok này. Hình số 15. Một thân mẻ đây các bác nhá, và mầm gốc này. Mầm gốc đang lên cực kỳ là khỏe này các bác này. Mầm gốc đang lên rất là khỏe. Hình số 15, em chia sẻ là 600.000 này. 600.000 cho hình số 15. Đây các bác nhá, một thân mẻ này. Đã có cà kỳ ở trên thân các bác nhá, đã ra cà kỳ trên thân này. Cực kỳ là đẹp. Khuôn hoa trực tiếp này các bác này. Khuôn hoa trực tiếp khá là ok. Hình số 15, em chia sẻ là 600.000. Em ạ, chúng qua hình số 16. Hình số 16 là một thân mẻ bên cạnh này các bác nhá. Thân mẻ bên cạnh này, đã ra hai kỳ này và có hai mầm gốc đang lên cực kỳ là khỏe này các bác này. Đang lên cực kỳ là khỏe. Hình số 16 em chia sẻ là 600.000. 600.000 cho hình số 16. Em ạ, chú có hình số 17. Hình số 17 của nhé là một cái chảo Việt lót 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Thì đây các bác nhá, thân lá này, thân lá thì cực kỳ là giống, cổ lá đến đầu lá này rất là giống 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái khuôn mặt hàng này em ạ sưu tầm, chưa biết mặt hoa các bác nhá, chưa biết mặt hoa. Bắt thân lá chuẩn đến gần như là 100%. Em chia sẻ về cho các bác quay này. Đây các bác nhá, rất là giống 5 cánh trắng Phú Thọ này. Từ cổ lá đến đầu lá này. Thì lá nó có ảnh hưởng một chút, nhưng mà không sao các bác nhá, không sao. Đã dùng thuốc để chữa trị rồi nên là không ảnh hưởng gì. Cây vẫn đang phát triển rất là khỏe. Đây các bác nhá, cực kỳ là giống này. Em chia sẻ cho các bác hình số 17, một thân mẻ và một mầm gốc năm nay là 650.000 cho bác về các bác quay này. 650.000 cho hình số 17 này. Em mai chuyển qua hình số 18. Hình số 18 của nhá là một cái chảo Việt lót 5 cánh trắng Hiền Oanh các bác nhá, hay còn gọi là 5 cánh trắng HO. Thì đây các bác nhá, thân mẻ này và mầm gốc này cực kỳ là giống, cực kỳ là giống 5 cánh trắng Hiền Oanh, nhưng mà chưa biết mặt hoa. Chưa xí số về cho các bác quay này. Thân lá đây các bác nhá, cực kỳ là giống 5 cánh trắng Hiền Oanh này. Rất là giống, không có một vết nào. Thân mẻ từ đến mầm gốc rất là giống 5 cánh trắng Hiền Oanh. Em chia sẻ cho các bác hình số 18, hai thân mẻ các bác nhá, hai thân mẻ này và hai mầm gốc đang lên rất là khỏe này, đang đi lên rất là khỏe này, là 800.000, 800.000 cho hình số 18 các bác nhá, hai thân mẻ và hai mầm gốc, rất là ok. Em ơi, chúng qua hình số 19, hình số 19 của nhá là nguyên một cái chảo chưa có hoa, em đang bắt hồng, đây các bác nhá, một cái chảo luôn, giá thì đã rất là vững, đã tết hoa, lại ra được hai con kỳ trên đầu ngọn các bác nhá, có hai thân mẻ này và hai mầm gốc đang bắt hồng. Chia sẻ số về cho các bác quay này. Hình số 19, cả cái chảo này em chia sẻ là 800.000 cho hai thân mẻ các bác nhá. Hai thân mẻ này và hai mầm gốc, thân mẻ tét hoa đã lên kỳ các bác nhá. Tét hoa như đã lên kỳ. Rất là đẹp này các bác này, cây đang phát triển cực kỳ là ok. Hình số 19 là 800.000. Em ạ, chú qua hình số 20. Hình số 20 của nhà em là một cái chảo mắt đỏ môi tuyết. Thì cái chảo này em đã có hoa trực tiếp này. Em đã chia sẻ một thời gian. Thì ở đây trên thân mẻ của nó đã có 2 kỳ và hiện tại là có 3 mắt thức đã, 3 mắt đã sưng các bác nhá, đã có 3 mắt đã sưng này. Một mầm, hai mầm gốc cho năm nay. Hai mầm gốc đang lên cực kỳ là khỏe này các bác này. Hai mầm gốc lên cực kỳ là khỏe. Hình số 20, em chia sẻ là 400.000 cho 2 kỳ trên thân mẻ này các bác này. 3 mắt đã sưng này và hai mầm gốc. Hình số 20 là 400.000. Em ạ, chúng qua hình số 21. Hình số 21 của nhá là một cái chảo đang hoa các bác nhá. Một cái chảo đang hoa này, cả một cái giá thế cực kỳ là khỏe này. Một cái chảo đang hoa, khuôn hoa đây các bác nhá, mắt xước môi tuyết này, khuôn cánh khá là ok này các bác này, khuôn cánh rất là đẹp này, cực kỳ là đẹp. Thì còn rất là nhiều nụ các bác nhá, thân mẻ này còn rất là nhiều nụ đây các bác nhá, thân mẻ còn khá là nhiều nụ các bác nhá, khuôn hoa cũng cực kỳ là đỉnh cao này, rất là đẹp. Thì ở đây có một thân mẻ dài khoảng gần 1 mét các bác nhá, một thân mẻ dài khoảng gần 1 mét và thân mẻ bên này đã ra 2 kỳ dài khoảng 20 cm, là hai thân mẻ và
có tới 4 mầm gốc các bác nhá. Một mầm gốc này, một mầm gốc này, mầm gốc này, mầm gốc thứ hai này, mầm gốc này là mầm gốc thứ ba, và mầm gốc này là mầm gốc thứ tư. Mầm gốc lớn nhất này đã dài khoảng 40 cm các bác nhá, dài khoảng hơn 40 cm này. Mầm gốc đang lên rất là khỏe các bác nhá. Hai thân mẹ và 4 mầm gốc hình số 21 hoa trực tiếp các bác nhá. Em chưa xí cho các bác là 1.500.000. Khuôn hoa đây các bác nhá, khuôn hoa trực tiếp này. Qua là đẹp luôn các bác nhá. 1.500.000 cho hai thân mẹ và 4 mầm gốc cho năm nay. Rất là ok. Em ạ, chúng qua hình số 22. Hình số 22 của nhà. Đây các bác nhá. Hình số 22 là cái thân mẹ. Thân mẹ này các bác nhá, thân mẹ này này. Các bác sẽ làm được vài kỳ trên thân nữa các bác nhá. Làm được vài kỳ trên thân. Đã có những cái mắt sưng này các bác này. Và có tới 4 mầm gốc cho năm nay. Một mầm gốc này các bác này. Hai mầm gốc này. Mầm gốc này là mầm gốc thứ ba. Và mầm gốc này là mầm gốc thứ tư các bác nhá. 4 mầm gốc. Đây các bác nhá, mầm gốc này là mầm gốc thứ tư này. Một mầm gốc này. Hai mầm gốc này. Ba mầm gốc này, 4 mầm gốc. Hình số 22, em chia sẻ là 700.000. 700.000. Thân mẹ đây các bác nhá, và 4 mầm gốc này. Hình số 22 là 700.000. Em ạ, chú qua hình số 23. Hình số 23 là cái thân mẹ này các bác nhá, thân mẹ cực kỳ là khỏe này. Thân mẹ khá là khỏe. Và một thân mẹ bên này cũng đang hoa các bác nhá, thân mẹ bên này đang hoa này. Mà khuôn thân mẹ bên này thì cái mũi là bị hỏng các bác nhá, mũi bị hỏng này. Hoa khá là ok. Có hai mầm gốc cho năm nay các bác này. Hai mầm gốc đang lên rất là khỏe này. Hai mầm gốc đang lên cực kỳ là khỏe này, hai thân mẹ và hai mầm gốc. Thì cái thân mẹ này các bác sẽ làm được rất là nhiều kỳ các bác nhá. Thân mẹ đốt ngắn này, làm được rất là nhiều kỳ này. Khá là ok. Hình số 23, em chia sẻ cho các bác là 1 triệu đồng. Thì mầm gốc của nó các bác nhá, mầm gốc của nó này đang lên mỗi mầm gốc dài khoảng gần 30 cm rồi. Mỗi mầm gốc dài khoảng gần 30 cm. Em chụp qua hình số 24. Hình số 24 là cái thân mẹ này các bác nhá, thân mẹ này. Hình số 24 này, thân mẹ cực kỳ là đẹp này. Và có 3 mầm gốc cho năm nay. Mầm gốc thứ nhất đây các bác nhá, đây là mầm gốc thứ nhất này. Mầm gốc thứ hai, đây là mầm gốc thứ hai. Và đây là mầm gốc thứ ba các bác nhá, một thân mẹ và 3 mầm gốc. Mầm gốc cực kỳ là khỏe này, đang lên rất là đạt. Hình số 24 em chia sẻ là 600.000. 600.000 cho hình số 24. Có một thân mẹ đây các bác nhá, một thân mẹ này. Một mầm gốc đây các bác nhá, một mầm gốc này. Hai mầm gốc này. Và 3 mầm gốc. Hình số 24 là 600.000. Em chú qua hình số 27. Em chú qua hình số 25. Hình số 25 của nhà em là một cái chậu mít bán lá hiện tại đạt khoảng 6.5 cm các bác nhá. Bán lá hiện tại đạt khoảng 6.5 cm. Có hai thân mẹ các bác nhá. Ba thân mẹ thì một thân mẹ đã lên được rất là nhiều kỳ. Tất cả mắt kỳ đang sưng các bác nhá. Hai thân mẹ đế nối này, hai thân mẹ đế nối. Và ba mầm gốc, ba mầm gốc bán lá đang lên rất là khỏe các bác nhá. Bán lá đang lên cực kỳ là khỏe này, cả một cái chậu như này. Rất là ok. Mầm gốc lớn nhất đã dài khoảng 50 cm các bác nhá. Đạt bán lá khoảng 6.5 cm. Rất là đẹp, cả một cái chậu như này. Hình số 25 em chia sẻ cho các bác là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho hình số 25. Em đã chụp qua hình số 26. Hình số 26 của nhá. Thì hôm nay em đã chia sẻ cái chậu mít nối ngọn Xuân Sơn. Đây các bác nhá, thân mẹ dài khoảng gần 70 cm rồi. Vẫn đang đi ngọn này các bác này. Thân mẹ dài khoảng gần 70 cm, vẫn đang đi ngọn này. Một thân mẹ và mầm gốc này các bác này. Hôm nay em chia sẻ cho các bác này. Hình số 26 các bác nhá, là một thân mẹ dài khoảng 10 cm. Sẽ làm được vài kỳ các bác nhá, làm được một số kỳ nữa. Và một mầm gốc cho năm nay. Một mầm gốc cho năm nay. Em chia sẻ cho các bác hình số 26 là 1.200.000. 1.200.000 cho một thân mẹ và một mầm gốc dòng mít nối ngọn của Xuân Sơn. Đây các bác nhá. Em chú qua hình số 27. Hình số 27 là cái thân mẹ bên này các bác nhá, đã bắt đầu sưng rất là nhiều những cái mắt kia. Em thân mẹ vẫn đang nối ngọn, nhưng mà thân ở dưới thân đang bắt đầu sưng rất là nhiều mắt kia các bác nhá. Thân mẹ dài khoảng gần 70 cm, dài khoảng 70 cm. Vẫn đang đi ngọn này các bác này. Vẫn đang đi ngọn cực kỳ là đỉnh này. Một mầm gốc dài khoảng gần 30 cm này các bác này. Một mầm gốc dài khoảng gần 30 cm. Em chia sẻ cho các bác là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho hình số 27, một thân mẹ các bác nhá. Các bác sẽ làm được rất là nhiều kỳ. Và cái dòng mít nối ngọn Xuân Sơn này thì nó đã có tên tuổi trên thị trường rồi. Sưu tầm vào rất là cao các bác nhá. Hình số 27 là 3 triệu đồng. Em đã chụp qua hình số 28 là một cái chậu số số chưa hoa. Thì đây các bác nhá, một thân mẹ này các bác này. Và hai mầm gốc này. Em chia sẻ cho các bác là 150.000. Hình số 28. Chưa biết về khuôn hoa các bác nhá, một thân mẹ này và hai mầm gốc. 150.000 cho hình số 28. Em đã chụp qua hình số 29.
một thân mẹ này các bác này, một thân mẹ này và một mầm gốc này, một mầm gốc này đang lên khá là ok. Hình số 29 là 150.000, 150.000 cho hình số 29. Em ơi, chú qua hình số 30. Hình số 30 vẫn là một cái chậu số số chưa hoa của Hòa Bình. Đây các bác nhá, hình số 30 là một thân mẹ đã có kỳ này các bác này, thân mẹ đã có kỳ này. Hai mầm gốc cho năm nay, bản la cũng khá là đẹp này, bản la cũng khá là ok. Hình số 30, một thân mẹ dài khoảng 40cm và hai mầm gốc, mỗi mầm gốc dài khoảng gần 30cm rồi. Em chia sẻ cho các bác là 300.000 cho hình số 30 này. Em ơi, chú qua hình số 31. Hình số 31 là một thân mẹ này các bác này, một thân mẹ này và một mầm gốc này chưa có hoa. Hình số 31 là 300.000, 200.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, hình số 31 là 200.000 này. Một thân mẹ và một mầm gốc các bác nhá. Mầm gốc đang lên rất là khỏe rồi. Em ơi, chú qua hình số 32. Hình số 32 là cái thân mẹ bên này các bác nhá. Thân mẹ bên này đã ra rất là nhiều kỳ này. Thân mẹ bên này cũng khá là nhiều kỳ này các bác này. Hai thân mẹ mầm gốc đang bắt đầu lên các bác nhá. Mầm gốc đang bắt đầu lên này. Hình số 32 là 200.000. 200.000 cho hình số 32. Em ơi, chú qua hình số 33. Hình số 33 là một thân mẹ và một mầm gốc các bác nhá. Số số chưa có biết hoa. Hình số 33 là 150.000 cho cái thân này các bác nhá, 150.000. Tổng nhà hôm nay có 33 đơn hàng lên đấy chia sẻ cho toàn thể các bác cô chú anh chị sưu tầm. Các bác sưu tầm thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0988 692 203 để được em tư vấn. Kết thúc video, xin chúc toàn thể các bác cô chú anh chị là có một ngày mới làm việc học tập thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân, bên gia đình của mình. Em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của nhà em lại lên chia sẻ những mặt hàng con giống hoa lan xuân đẹp, cũng mong được toàn thể các bác cô chú anh chị là ủng hộ. Em xin kết thúc video.